Chào mừng các bạn đến với website địa điểm ăn uống.com. Như các bạn cũng đã biết thì địa điểm ăn uống.com là mạng xã hội ẩm thực, du lịch và giải trí hàng đầu Việt Nam, sở hữu một fanpage sôi động với gần 2 triệu lượt quan tâm. Hiện nay chúng tôi đang đứng ở chợ Hồ Thị Kỷ. Nơi này thì có tập trung rất là nhiều hoa, những loại hoa rất là đẹp từ khắp nơi trên mọi miền đất nước, và có những món ăn ngon nữa. Thì hướng bên này là chợ hoa, còn phía bên này là chúng ta sẽ đi tham quan những khu vực bán đồ ăn. Bây giờ mời các bạn đi theo mình nhé. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đến quán đầu tiên ở trong khu chợ này, đó là quán súp cua Thảo. Súp ở đây có ốc Thảo hay ốc heo gì không chứ? Có một chén súp thiệt là to luôn, có ốc heo rồi có luôn cả trứng bắc thảo nữa. Rồi thêm mấy miếng gia vị này vô là bao ngon luôn. Mà giá thì sao, mắc không? Không, mình như là cũng cỡ tầm 20-30 ngàn một chén, là một chén đầy đủ. Ăn đã lắm luôn á. Cái bắp thảo nguyên 1/4 trứng, hơn 1/4 trứng luôn hả? Để ăn thử cái. Đó. Thầy có trứng quên, nữa. Quên, mình nêm nếm rồi vô đi chứ. Đi nêm tương không? Cho vô luôn. Rồi, cho thêm miếng giấm vô nè. Em cho ớt nữa. Rồi vô luôn. Ăn thôi. Nhìn hấp dẫn chưa nè. Trong này có cua nè. Có trứng nè. Đây trứng đây. Rồi đây là trứng mắc thảo. Nguyên bộ ốc heo to đùng luôn. Rất là ngon và vừa ăn. Một chỗ nên ghé lại khi các bạn tham quan chợ Hồ Thị Kỷ.